cổng hội chợ của thị trấn Dương Đông đó các bạn, chợ Xuân đó các bạn. Hôm nay là chúng mình cái chợ Xuân 2020 Happy New Year. Mình đi review cho các bạn coi khu vực chợ Xuân các bạn. Đó, ở diện sau lưng chúng ta thấy không, là bánh nước mặt hoa các bạn. Hôm nay 22 Tết mà cũng xôm luôn các bạn. 22 Tết tháng Chạp âm lịch nha các bạn. Quá trời qua luôn rồi. Đi ra nhớ Tết bà con ủng hộ cho dân mình mới vừa ra khỏi cái vườn hoa thấy có cây hoa giấy ở đây đẹp quá nè, thấy không? Ủng hộ mấy anh nha. Gian hàng này hôm nay nó cũng thưa, ngày mới đây có mới có 22 à. Có cái mày quá trời đẹp luôn. Quá trời bông, bông này mấy chục cánh luôn ha, nhiều cánh quá ha. Mày nó nở vàng nó buông nó đẹp luôn. Cái này là năm ngày chưa tàn. Cái bông quá nhiều rồi. Bông nè. Quá trời mày, quá trời bông. Có ai có cây có tiền mua giùm em cái mai quá trời bông mày, mai đẹp lắm. Quá trời mày. Đường hoa giờ lọc cái vườn mai quá trời mai nha. Quá trời đẹp luôn, giờ làm giống như là thiệt luôn đó bạn ơi. Có cái cầu qua nữa nè, nó thấy không?
đen. Bắp thì là mới làm ăn chắc ăn như bắp, chân bắp là cũng làm ăn chắc ăn như bắp luôn. Ồ, nó xây ra, phải chậu xây nè, cái này đẹp quá trời đẹp luôn rồi. Trước